Kính thưa quý vị và các bạn, đây là chương trình tin tức thời sự và bình luận của Channel TV 256 được phát hành vào mỗi thứ bảy. Hôm nay là ngày thứ bảy 19 tháng 8 năm 2017 và số 1 bắt đầu. Bản tin thứ nhất, tại tỉnh Đắk Lắk, dựa theo tin tức phát đi từ báo điện tử Việt Nam Net qua bài viết của ký giả Trùng Dương, có một cháu trai đã bị xích cả tay và chân bằng một ổ khóa và sợi dây xích khá nặng, đang đi lang thang giữa chợ đời phiêu bạt. Theo hình ảnh cung cấp, chúng tôi có thể đoán cháu trai bị xiềng khoảng 8 tuổi, được đi theo với hai đứa trẻ nhỏ hơn, một bé trai khoảng 6 tuổi và một bé gái khoảng 5 tuổi. Theo thông tin từ công an phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk cho biết, mẹ cháu bé tìm hiểu theo phản ảnh nhưng nhà đóng cửa không gặp được ai. Mở ngoặc, chiều nay chúng tôi sẽ tiếp tục cho cán bộ xác minh, mời gia đình cháu bé lên làm việc. Nếu sự việc đúng như người dân phản ảnh, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý, đóng ngoặc. Cán bộ công an phường An Bình cho hay như thế. Theo bình luận của TV 256, tác giả xin trình bày như sau. Đọc qua bản tin này, tôi hoàn toàn không có thiện cảm với ký giả Trùng Dương. Ai là người mở khóa dây xích cho em bé, bản tin cũng không được nói đến. Tên tuổi của anh công an cũng chẳng ai biết đến. Để những ký giả khác có thể tìm kiếm thêm tin tức cũng không có. Và cũng chẳng ai lên tiếng rõ việc xiềng xích một đứa bé trước công cộng là một hành vi vi phạm luật pháp một cách nghiêm trọng, vi phạm quyền con người của trẻ em. Để độc giả có thể hiểu rõ mà tránh những sự vi phạm như thế này, một đất nước mà người dân chỉ biết sợ bị liên lụy và chẳng biết mình có quyền gì trong xã hội thì hỏng rồi. Chẳng làm sao mà có thể hoàn thành được như ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng huênh hoang tuyên bố, mở ngoặc, đây là thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử Việt Nam, đóng ngoặc. Ở các nước dân chủ, người dân khi thấy những sự vi phạm quyền con người hay bất kỳ sự việc bất công đang xảy ra trong xã hội, nhiệm vụ chính của mình là cầm điện thoại gọi ngay cho những cơ quan chức năng và tìm cách giải cứu cho nạn nhân. Qua sự việc một em bé bị xiềng chân tay này, người cha tên Bảo của em bé đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật mà có thể không hay biết. Sự việc này làm tôi liên tưởng ngay đến tội ác của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông ta là người cầm đầu trong việc chống tham nhũng, nhưng ông ta đã vượt qua giới hạn quyền lực của mình trong việc chỉ thị cho nhân viên thừa hành bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại nước Đức bằng vũ khí. Có thể vì Trọng là một tên cộng sản giáo điều thường hành xử vô pháp luật nên Trọng đã khinh thường theo thói ăn quen, vì mặc dù cộng sản cũng đã từng bắt cóc thượng tọa Thích Trí Lực, bắt nhà đấu tranh công đoàn Lê Trí Tuệ tại Campuchia hay Thái Lan cũng chẳng ai nói gì. Chính cá nhân Trọng cũng chẳng ngờ nước Đức đã làm lớn chuyện như thế, đuổi đại sứ, chấm dứt ban giao và còn xù những hợp đồng kinh tế giữa nhà cầm quyền cộng sản và khối cộng đồng Âu Châu có giá trị lên đến 42 tỷ đô la. Chưa kể đến các quốc gia khác như Úc, Canada, Nhật Bản và Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng về hành động bắt cóc gọi là khủng bố của Trọng, hay nói đúng hơn là của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bộ mặt khủng bố của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bị phê bày trước cộng đồng thế giới, làm người ta nghĩ ngay đến công việc giải tán,
giải thể đảng Cộng sản khủng bố và tội ác này. Đến giờ phút này, nếu Trọng là một người có lòng tự trọng, có lẽ Trọng đã từ chức lâu rồi, không đến ngày hôm nay. Sự thất thoát hàng tỷ đô la, rồi còn mang danh người đứng đầu của một đảng khủng bố, chỉ có một con đường duy nhất là Trọng phải bị hạ bệ, vì ông ta là thủ phạm gây nên tội ác, và vì sự thất thoát quá lớn nên chẳng còn ai tin vào ông ta nữa. Vấn đề chỉ còn là thời gian, dù ông có cố gắng bám víu vào quyền lực. Chưa nói đến phiên tòa sắp xảy ra vào ngày 21 tháng 8 năm 2017. Ông Trịnh Vĩnh Biện Bình ở Hà Lan đã thư kiện nhà cầm quyền Cộng sản đòi bồi thường tối thiểu là 1,25 tỷ đô la và đang có cơ hội thắng rất lớn, mà ông Trọng đang có phần trách nhiệm trong suốt thời gian dài đã làm Chủ tịch Quốc hội và trong vai trò Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Quan trọng của vụ kiện lần này, nếu ông Bình thắng về vụ đòi bồi thường của những tổn thương do sự giam cầm ông trái phép, vụ án này có thể sẽ trở thành tiền lệ cho những vụ kiện sau này đối với tất cả hàng trăm ngàn tù nhân trong trại tù cải tạo đã từng bị hành hạ trong nhà tù Cộng sản mà chẳng cần phải xử lại. Bản tin thứ hai, lần đầu tiên chúng ta chứng kiến một cuộc đấu tranh được gọi là bất tuân dân sự thành công đã xảy ra tại trạm thu phí BOT ở Cai Lậy, Tiền Giang. Ở đây tôi muốn cắt nghĩa một chút. B là viết tắt cho chữ build, có nghĩa là xây dựng. O viết tắt cho chữ operate, có nghĩa là điều hành. Và T tức là viết tắt cho chữ transfer, có nghĩa là chuyển giao. Tôi xin tường thuật lại sự việc như sau. Vào khoảng 9 tháng 8 năm 2017, tôi có nghe qua một đoạn video clip của ca sĩ Anh Chi trong chương trình Khôi phục Tâm thức Việt lần thứ 27. Lần đầu tiên, cô ca sĩ Anh Chi đã tìm ra và công nhận rằng chế độ Cộng sản này đã làm được một việc tốt, một việc hữu ích cho dân. Câu chuyện dựa vào bản tin của các báo trong nước vào ngày 7 tháng 8, 2017, trạm thu phí BOT Tàu Xuyên trên quốc lộ 1A ở Thanh Hóa đã tạm dừng thu phí vì đã quá đủ lời, tiết kiệm được 20 năm, người dân không phải đóng phí. Ca sĩ Anh Chi muốn đem sự thành công của BOT ở Thanh Hóa để áp dụng vào trại thu phí BOT ở Cai Lậy, Tiền Giang, để dân ta đóng phí ít đi, đỡ khổ. Vì ca sĩ Anh Chi đã nhận được rất nhiều sự than phiền của người dân ở xung quanh vùng Cai Lậy, và những người tài xế của cánh xe tải đã quyết định đánh sập cái trạm thu phí Cai Lậy, Tiền Giang, có nghĩa rằng họ lấy tiền lẻ nhét vào những chai nhựa để giao cho nhân viên trạm thu phí. Người dân Cai Lậy nói rằng đường xá thì không sửa sang, ổ gà, ổ voi, té dập mặt. Một ngày ở khúc đó có 22 người chết vì tai nạn giao thông. Thành ra dân bực mình vì chất lượng đường xá mà ngày ngày cứ phải nộp tiền mãi lộ. Thế rồi mỗi người dân ở xung quanh khu vực Cai Lậy đã truyền miệng với nhau, họ hè nhau đồng lòng đổi tiền chẵn thành tiền lẻ, như tiền Hồ Quang 200 đồng, tiền Hồ Quang 500 đồng, tiền Hồ Quang 1.000 đồng để nộp phí. Nói tóm lại, chủ đích của những người đấu tranh đang thực hành gọi là cái bất tuân dân sự. Họ cố tình câu giờ để làm kẹt xe trong lúc trả tiền. Có những hình ảnh được phổ biến trên diễn đàn YouTube. Chúng ta nhận xét có ngay cả sự đồng tình của nhân viên thâu tiền nữa, cùng với những nụ cười xem chừng như khuyến khích cho việc bất tuân dân sự này. Thế là BOT
đã bị thất thủ. Mở tất cả cổng lưu thông để cho mọi xe được đi qua lại thoải mái. Câu chuyện không phải chỉ dừng lại ở nơi đây. Facebook Đinh Ngọc Uy đã phổ biến nhạc chế vào bài hát Tiền Giang Đông, Tiền Giang Tây, và anh ca sĩ Nguyễn Tín đã trình bày. Thế là hàng trăm video clip ghép nói đầy sắc thái được trình bày để chế giễu BOT cai lậy. Kể cả có luôn những dòng nhạc rap được lồng vào trong những đoạn video clip. Mặc dù đây là một chiến thắng nhỏ, nhưng rõ ràng người dân đã nhận thức được trách nhiệm của mình, vứt bỏ nỗi sợ hãi để hòa mình vào công việc chung, chống lại những bất công của xã hội, nhất là đã làm nổi bật lên được quyền lực thuộc về dân chứ không phải quyền lực thuộc về nhà nước. Rồi anh nhà nước muốn làm gì thì làm. Và xin cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe chương trình channel của TV256. Xin thành thật cảm ơn.